Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô, một được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả bạn bè. Cái gì đấy, xuống nhấn giúp kiểu gì vậy? Rồi, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và hôm nay tiếp tục một clip ai ơi và... Nope. Ôi trời ơi, cái thằng... Cái gì về bạn ơi? Sao về bạn ơi? Ôi trời ơi, cái thằng siêu nhân chơi tỉnh này sao về bạn? Mình không hiểu cái lý do gì luôn. Ôi trời ơi, cả một cái team đổi hình nó đẹp như thế này mà nó đi phá mình ạ. Không hiểu lý do vì sao ạ. Lên top đi, ghi đu chat. Ôi trời ơi, cầm ná cho lốt, cầm ná cho lốt. Ôi trời ơi, mình có cầm đâu? Mình có cầm ná khi nào đó, mình làm gì được cầm? Trời ơi, mình S1 mà. Rồi, ăn tạm con búa sánh là khổ thế anh em ạ, chứ gì là thọt rồi đấy. Mình lấy mình S1 làm gì ổ cầm bốn ná của nó đâu các bạn, nó khổ thế chứ mình làm gì ổ cầm của bạn đâu mà bạn lại đối xử mình ác độc như thế chứ. Đấy, khổ thế các bạn ạ, đấy. Chơi bơi giữ ác như vậy đấy. Rồi. Đây là một trận đấu khó và mình sẽ tiếp tục một clip a ơi cho tất cả các bạn. Đi mà chửi thằng Ghi Đu. Ôi, thằng Ghi Đu còn cầm đi. Nực cười thật anh em ạ. Thằng Ghi Đu nó cầm ná. Đấy, mà mình S1, mình S1, S2, mình pick cái con AE này thì bây giờ là nó đổ tài mình rồi anh em kìa. Đấy, giờ bây giờ làm gì có chuyện gì mà người khác làm mà thằng rừng bị chịu không các bạn. Đấy, khổ thật, trẻ trấu thế luôn, giờ dư chơi game mà trẻ trấu thật anh em ạ. Thôi phạm lại thọt như con lọt trọt thôi, đấy. Giàn đầu thì coi như là khỏi gánh nha, khỏi gánh khỏi việc nha. Bây giờ phạm chưa lên được level 4, 2 phút bây giờ mình lên được level 4 các bạn này. Thọt như con lọt trọt, con rồng chắc nó ăn rồi. Chắc nó ăn rồng hay không biết mình ra mình kiếm được vài chục vàng rồi các bạn ạ. Kiếm vài dám 30 vàng rồi bắt đầu phám thôi. Đấy, phám vừa xong thì mấy con quái nhỏ nó lại vừa hôi lại cứ phám một cái vòng luẩn quẩn. Bây giờ đi gánh là thọt nè. Khi các bạn gặp những cái tình huống như thế này mà các bạn đi gánh là thọt, mình thề các bạn một điều luôn, thọt như con lọt trọt luôn. Đấy, nếu các bạn đi gánh ăn được hàng thì lại không sao, nhưng nếu không ăn được hàng đi mà thậm chí chết ngược lại thì các bạn sẽ thọt. Con rồng thì thôi khỏi luôn các bạn ạ. Giáo tranh là toán. Đấy, cho nên cách mình chọn sẽ là cách mình sẽ tập trung đi phám. Đi phám để có thể là hoa va lên rừng nó thì mới chơi được. Chứ dư là thật là hai vì tưởng đi rừng mà mình thọt hơn nó rồi thì bây giờ làm đây tao giết bí tiết luôn chứ bá đâu. Rồi tao sập mình chứ bá chết luôn, lão nháo. Thằng Slim nữa tao giết mới chết luôn. Đấy, tự nhiên có một hang là ngon ơ sói siêu nhân. Rừng may cửa phám phải thông cảm chứ có ai biết được đâu. Đấy các bạn ạ, đồng đội chơi với nhau mà không hề biết được là thằng rừng của mình đang gặp cái tình huống gì, gặp cái tình trạng gì anh em ạ. Đấy, thằng siêu nhân nó phá rừng mình, nó có ai để ý đâu, có ai biết đâu các bạn, không hề biết một cái gì luôn. Bây giờ mình uổng ra phá mà phá mít mà có nó đó thì mình mới chỉ được vang lắm đâu các bạn. Đấy, xin vài ba con mít để mình sánh được, mình gánh tím mà có chắc có phải là mình phá xong rồi mình đi cho nó ăn màng đâu. Đấy rồi. Chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính clip ơi này, thì mình sẽ hướng tới tất cả các bạn cái combo này, chung cái chứa một chung hai của nó dùng như thế nào thì mình biết rồi. Mình chỉ có một cái số một cái nâng cao thôi. Nó khi các bạn chơi AE ấy thì bất kể cái tường nào nó cũng sẽ là một cái quan trọng tất cả các bạn để tiếp cận mục tiêu. AE ấy muốn tiếp cận mục tiêu tốt các bạn phải thành thạo chiêu hai. Mà thành thạo chiêu hai thì mình đã hướng dẫn các bạn ở clip rất là sâu sắc ở trong những clip AE rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái gì tao chơi mình luôn. Ôi trời ơi, tao quật luôn con chiêu ba nhá. Rồi, quật. Đấy, các bạn thấy mình quật chiêu ba như nào ạ? Ôi trời ơi. Đấy là cái cách quật chiêu ba cống các bạn nhá. Rồi, khả năng mình giết được. Rồi, lui về một chút. Ôi, cái chiêu hái hồi lâu thế, cái phá này khả năng ra đi rồi. Thôi, xin vĩnh biệt cũ rồi. Đấy, chấp nhận ra đi một mạng. Thôi, không phải đến gì hết. Đấy, các bạn hãy nhớ nhá. Mình muốn góp ý các bạn một chút. Đó là cái, nói chung là khi các bạn tiếp cận những cái tường ấy, thì các bạn đừng bao giờ quăng cái chiêu hái vào chính giữa cái tường đấy. Mà các bạn hãy quăng mé
sát mẻ khoảng tầm bao nhiêu độ nhỉ? Tầm khoảng 45 độ tâm tâm nữa. Đấy, các bạn sẽ quăng vào cái mẻ tương, thay vì các bạn quăng vào giữa cái tương. Ví dụ một cái bức tương như thế này thì các bạn hãy quăng vào cái mẻ tương của nó. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn. Đấy là cách tiếp cận cái con a ơi này rất tốt khi các bạn quăng cái mẻ tương các bạn nhá. Cái gì đấy? Tao con chưa bá tao nẻ nhá. Này lão. Ôi trời này. Bị cái thằng anh em. Không sao, không vấn đề gì hết. Này thì không gánh à. Ôi trời, cái thằng Gidu này bận 10 đâu sổ tay, tao không gánh được cái pha này. Khổ thế cái chứ, vừa mới chết xong. Vừa chết xong vừa ra con ăn con búa xanh. Thì nó lại không bảo mình không gánh à. Có 10.000 tay mà giờ là kịp cái pha đấy. Rồi. Đây chính là cái chữ hai nhá. Luôn luôn đẹp, các bạn thấy mẻ chưa? Các bạn thấy mẻ chưa? Các bạn thấy mình mẻ chưa? Không bao giờ được dùng vào cái tương chỉnh rửa cái tương, các bạn hãy nhớ mình một điều. Chiêu 2 này rồi, cái nâng cao rồi ạ. Cái tiếp theo là cái chiêu 3 của thằng A ơi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chiêu 3 công. Chiêu 3 công A ơi sẽ mình sẽ nôm na cho nó là hai cái. Đây, cái phá này phá quật chiêu 3 thủ này. Mình sẽ gọi quật chiêu 3 thủ là như nào? Mình quật chiêu 3 về hướng chạy, chạy thoát gọi là chiêu 3 thủ. Còn hướng quật chiêu 3 công là sẽ tiến tới vào người nó. Thì cái tình huống chiêu 3 công này nó sẽ rất hiệu quả trong những cái tình huống. Và hầu như cái clip này mình sẽ dùng các bạn cách chiêu 3 công của nó rất là bá đạo. Bởi vì chiêu 3 công là như thế nào ạ? Sẽ dùng vào những cái trường hợp và những cái tình huống lại không đủ đam. Nếu các bạn dùng chiêu 3 mà lui về phía sau ấy thì các bạn bắt buộc phải đủ đam, các bạn phải dùng chiêu 3 thì lúc đó các bạn mới gọi là hoàn chỉnh được. Còn nếu các bạn mà không đủ đam mà muốn dùng chiêu 3 thì như nào? Thì như nào? Chúng ta phải dùng chiêu 3 công nhé. Và dùng chiêu 3 công như nào? Chúng ta sẽ quật ngược lại cái hướng của mình và bay vào của tim địch để chúng ta có thể dồn tiếp cái combo của nó các bạn nhé. Đấy cũng là một cách tiếp cận để lao vào dồn đám của vị tướng đấy. Thì tí nữa mình sẽ dùng các bạn thấy được cái chiêu 3 công như thế nào. Thì nôm na trong clip này thì mình không nói thọt đâu, mà mình chỉ muốn nói các bạn khi các bạn dùng chiêu 2 vào tương thì khuyến các bạn không bao giờ dùng vào tửa tương, chính giữa tương đấy, mà phải luôn luôn dùng vào mé tương với cái góc 45 độ các bạn nhé. Mé hoặc cái đầu hoặc cái cuối đấy, các bạn thấy chưa, cái đầu hoặc cái cuối của cái tương đấy, chứ không bao giờ dùng chỉnh giữa cái tương này nhá. Đấy, các bạn sẽ bay không được xa và tiếp cận mục tiêu không được tốt. Cho nên cách tiếp cận mục tiêu của A ơi các bạn biết rồi, đó chính là chiêu 2. Đấy, các bạn thấy chưa, mình luôn luôn khi nào vào cái điểm cuối hoặc điểm đầu của cái bức tương các bạn nhé. Cái gì đấy, tàu quật, ôi trật máy bật con đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, đây là một cái điểm mấu chốt rất là nhỏ nhưng không bạn nào để ý hết. Các bạn trẻ ơi, các bạn phải nhớ. Ôi trời, cái pha này thì bình biệt củ rồi. Trời ơi, cái bọn này nó ác thật đấy, hái màng đó các bạn. 5-2 màng bọn này bắt ác thật. Đấy, đây là một cái điểm nhỏ mà nhá, nhưng mà các bạn rất khó để ý. Cho nên rằng clip này thì mình nghĩ các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ sẽ tốt hơn. Đó chính là luôn luôn dùng chiêu 2 vào cái đầu, điểm đầu hoặc là điểm cuối của cái bức tường đấy. Không bao giờ được dùng chỉnh giữa cái bức tường đấy. Nhớ nhá, nhớ nhá, điểm đầu hoặc điểm cuối hoặc là cái mép tương. Đấy, nó như thế cho các bạn dễ hiểu. Rồi, đó là phần chiêu 2. Còn mình sẽ tiếp tục xoay quanh phần chiêu 3 của nó. Chiêu 3 của nó hầu như mình chơi ở phiên bản này mình sẽ dùng 80% là chiêu 3 công. Chiêu 3 công là như thế nào? Chiêu 3 công là sẽ dùng chiêu 3 quay ngược và ngược lại bản thân mình, và mình sẽ bay vào chính giữa của thằng team địch đấy. Thì mình sẽ dồn đám tiếp để giết chết tiếp nó. Những cái chiêu 3 công này nó sẽ có rất nhiều cái điểm tốt, và chính là chúng ta sẽ dồn đá một vị tướng tuyệt để. Và cái thứ hai là có thể là tiếp cận mục tiêu, có thể cân 2 cân 3 tốt. Đấy, nếu mà trong giao tranh. Còn cái đây, cái phá này, đây lùi chạy phát, cái phá này phải chạy này. Đấy, chiêu 3 chạy nhá. Bình tĩnh, mình sẽ nấp một chút. Và cái thiệt hại nó giống cái lùi cái điểm yếu của cái chiêu 3 công ấy là nếu tất cả các bạn mà quay ngược trở lại để dồn đám tiếp mà gặp những vị tướng choáng như Vera hoặc lao và ăn choáng luôn thì các bạn sẽ bị phéo. Cho nên để mà đạt được cái chiêu 3 công đấy, quay ngược lại như vậy ấy, thì chúng ta sẽ phải tập trung và phải biết được rằng cái phá này mình sẽ có chết hay không. Đó chính là cái cắn sát thương nhá. Cắn sát thương là như nào? Chẳng hạn ví dụ như thằng Violet với thằng Rat chẳng hạn, mà mình muốn chiêu 3 công cân hai cái phá đấy thì mình phải biết được rằng thằng Rat nó hết chiêu 3 thôi. Đấy, nôm na như vậy nó hết chiêu 3 thôi thì mình mới có thể lao vào được. Chứ dư mà chiêu 3 công mà tím địch mà còn phun chiêu choáng ấy thì nó quật mình không trở phát nào luôn. Cho nên là nói chung nói như thế này thì hơi khó hiểu, nhưng được rồi, tí nữa thì mình sẽ thực tế thực hành cho tất cả bạn biết. Thì A ơi thì mình chỉ muốn gói gọn các bạn hai cái điểm mấu chốt đấy để các bạn chơi A ơi tốt hơn. Còn cách chơi A ơi như thế nào thì mình đã hướng dẫn. Đây, cái pha này chơi cho 3 công này. Đấy, công thấy chưa? Đấy. Ok không? Nếu mà các bạn ví dụ mà các bạn bình thường các bạn không biết cái pha này, các bạn sẽ quật HV thì các bạn sẽ bị mất một cái khoảng cách vị trí và các bạn sẽ rất khó tiếp cận lại mục tiêu và hầu như không giết được cái pha đấy. Mà cái pha đấy mình là dùng hất quay ngược lại và mình cân được hai. Đấy, đấy là cách chơi 3 công nó rất là tốt đối với vị tướng A ơi các bạn nhé.
đối với tướng Ai ơi rất là tốt, nhưng đó là hai vị tướng như là Violet với Slim thì mình thoải mái dùng cái combo đấy. Cho nên chúng ta hãy để ý rằng để ý là không có một vị tướng choáng. Ví dụ các bạn mà quật một phát các bạn được im choáng là bị dồn sát thương chết, cho nên không có một vị tướng choáng ở đấy thì chúng ta sẽ chơi được cái phá này các bạn nhé. Đấy, cho nên hãy nhớ rằng nếu không có một vị tướng choáng ở đường sáu của vị tướng đấy thì chúng ta sẽ dùng luôn chứa ba công để làm vào cân hai cân ba. Đấy, hãy nhớ cho mình cái điều đấy nhá. Đấy, chốt hàng như vậy thôi. Từ từ tiếp này, đấy cái map chưa, thấy chưa, rồi lao lên, quật, đấy, chưa ba công này, công, thấy chưa, cân hai chưa, anh em thấy cân hai chưa, đấy, ok chưa, nếu các bạn mà luồn cuối những cái phá này, các bạn thật quay về, thì lại không giết cái mạng nào cả, đấy, đây là tiếp tục một cái phá cân hai của mình, cho nên là, cái điểm mấu chốt này mình muốn gửi đến các bạn để các bạn chơi AE thật là tốt hơn, nâng cao hơn, còn cách sử dụng chiêu hai như nào, hoặc là có bao nhiêu cách tiếp đất khi dùng chiêu hai thì mình đã hướng dẫn thật là tỉ mỉ và ở trong những clip trước đấy của mình làm. Các bạn gõ A ơi mơ sướng là thể ra những clip hướng dẫn từ cơ bản để nâng cao. Thì trong mùa vị tướng thì mình ở trong kênh mình thì mình sẽ luôn luôn hướng tới những vị tướng là cơ bản trước thì xong bắt đầu nâng cao. Nếu các bạn nào mới xem lần đầu hoặc là chưa biết hoặc là vừa xem clip này mà các bạn không biết như nào cả, chưa xem những clip trước thì các bạn đơn giản thôi, cứ gõ một vị tướng A ơi mơ sướng là sẽ ra những clip gần đây nhất mình đã hướng dẫn các bạn chỉ cần bỏ qua các bạn coi những cái đấy thì mình hướng dẫn, chắc chắn là mình hướng dẫn thì các bạn sẽ chơi cực kỳ tốt luôn. Từ một vị tướng các bạn không biết gì nữa, các bạn xem clip thì các bạn sẽ hiểu hết được những cái vị tướng này có những cái điểm mạnh điểm yếu gì và cách cắn sát thương ra sao và cách chơi vị tướng này như thế nào, combo dùng như thế nào đấy. Thì cho nên là những cái vấn đề đầu mình sẽ không nói đến. Đấy, cái pha này chơi luôn sốc xếch đấy thằng rát các bạn nhá. Rồi thôi, diệt tặng biểu này bây giờ rất xanh nó đấy, thì nôm na như vậy thôi. Và ở chung clip này thì dàn đấu game ôi rồi cái pha này thì xong rồi đấy, dàn đấu game thì hơi khó, thường xuyên nhắn trẻ trâu đấy nó phá mình, nhưng mà không sao, nếu mà ví dụ cái trận đấu này mình không bị phá thì mình sẽ rất là sánh đấy, thì mình nghĩ mình sánh đấy, chỉ cần được phá rừng không bị thọt thôi là mình sẽ sánh thôi. Thôi mình nghĩ clip này đã kết thúc rồi và các bạn đừng quên đăng hay để lại cho mình những ý kiến ở phía dưới phần comment nhé. Và tất cả bạn em mài yêu, bye bye. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Slow when I move fast, and that's facts.